Là con xoài thì thật ra là ở đâu cũng có rất tốt nhưng mà nó không tốt cho những người thế này, cho nên là không ăn được. Đó là những người đang bị rát lưỡi nè, mắt khô, nổi mề đay nặng thì nó gây sốc phản vệ, nhiều lúc cấp cứu không kịp cũng nguy hiểm nha bà con. Tính mạng hiểm nguy, xảy ra lượng đường cao trong xoài chín, bệnh ngoài da tăng nặng, mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ, tiểu đường thừa cân, béo phì là không ăn được xoài. Người không ăn được xoài là người bị rút lưỡi nè, nói cái lưỡi cong cong đó, mắt khô, nổi mề đay nặng thì nó gây sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng, xảy ra lượng đường cao trong xoài chín, lượng bệnh ngoài da tăng nặng, mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ, tiểu đường thừa cân, béo phì là những người này không ăn được, không ăn được xoài. Bà con chú ý, nó tốt khi ta ăn được là ăn chỉ 200 g, ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày, không ăn lúc bụng đói, không ăn lúc bụng đói nha bà con. Vừa ăn hải sản xong 1 tiếng đồng hồ là chúng ta cũng không được ăn rồi, khó tiêu, tiêu chảy, chướng bụng, không uống rượu với xoài xanh, bởi vì xoài xanh nó gặp rượu là nó tăng một chất cồn lên nguy hiểm, nó tạo độc nguy hiểm, nó hủy hại niêm mạc dạ dày và hen suyễn, rất là nguy hại cho bà con khi uống rượu với xoài, nhất là xoài xanh. Xoài xanh mà uống gặp rượu vô nó sẽ tăng lên một chất độc cồn, tạo độc nguy hiểm đến cơ thể. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Xin chào, nào, nào, nào.